Sao diễn thành công, sao diễn thành công. Phòng trà Đồng Dao đêm Gành Hào. Giới thiệu Hoài Lan ngày 16 tháng 9, ngày ngày hôm qua. Tại hôm nay là giờ này mấy giờ sáng rồi mới quay để cảm ơn sự thương yêu của quý vị. Cảm ơn Phòng trà Đồng Dao, cảm ơn băng nhạc từ Tân Cổ đã hỗ trợ cho Ngọc Huyền trong cái show diễn thật là tuyệt vời này. Cảm ơn chị Phương Hồng Thủy đồng hành với em. Cảm ơn khách mời đặc biệt Võ Minh Lâm và Nguyễn Lê Bá Thắng cũng như MC Vũ Mạnh Cường. Show vui và thành công lắm cả nhà ơi. Những tràng vỗ tay khích lệ làm chị Thủy rất là mừng, Ngọc Huyền thật là hạnh phúc luôn. Cảm ơn hoa của chị Hoa Kim Biên, anh Nhật nè. Cảm ơn khán giả của chị Phương Thủy tặng cho Ngọc Huyền. Cảm ơn người bạn Dung Hải Sản của mình. Và nguyên cái buổi trưa tập nhạc ngày hôm nay là toàn bộ đồ ăn do chị Dung Hải Sản tài trợ và em Võ Minh Lâm tài trợ. Rồi cảm ơn Hoa Tươi Ngọc Liên, cảm ơn em trai Hồ Khắc Tùng, tuy không có đến dự khán mà cũng mua hoa cho chị. Cảm ơn em Hai Hùng của Thế Nhung cũng gửi quà cho chị. Rồi cảm ơn con gái Vi Bùi tặng cho mẹ bó hoa xinh xinh. Cảm ơn chị Lâm Xuân Thảo, cảm ơn gia đình của má Bảy, anh chị Quế Yến, anh Sáu. Cảm ơn em trai Võ Trọng Hữu từ Cần Thơ không về được. Cảm ơn em Dung Văn Dung Dẻ tặng cho chị Hoa rất là dễ thương, rất là xinh. Cảm ơn em gái Bình Tinh cũng đến. Cảm ơn em Thúy Sang tặng hoa, bánh thì nhiều lắm nha quý vị. Còn Tiên nè, cảm ơn em Thu Thảo Sa Đéc, cảm ơn con gái Dung Bé, cảm ơn Thanh Loan Dương Thị Lan Đoàn, em Trầm Hương Nguyễn cùng ông xã cũng đến xem và tặng lì xì cho chị. Rồi cảm ơn em Thúy Sang, người giấu mặt, rồi cảm ơn em Su Anh Chiêu Thu từ Đài Loan cũng về khán dự cùng với em Thúy Sang. Cảm ơn chị Lâm Thu Thủy cũng tặng quà cho em. Rồi cảm ơn hết cả nhà, nếu mà sót tên ai thì tha thứ cho Ngọc Huyền nha. Rồi để tiền ở đây đi. Ngọc Huyền cảm ơn vợ chồng của Phan Xuân Thạch, Phòng Tài nguyên Môi trường là phó giám đốc, và em vừa đi coi ở show đó rồi mà còn tặng bao lì xì cho chị nữa. Trời ơi, thấy thương quá luôn. Mà vừa coi coi show Mẫu Đơn Tinh tuần rồi là 5 giờ này lại đến coi show của chị nữa. Tại vì chị đọc tên cảm ơn thôi nha, những món quà thân thương của tất cả quý vị. Rồi em Bình Tinh cho bánh trung thu, em Danny Lê cho bánh trung thu, em Su Anh Chiêu cho bánh nữa. Cái này là của Thanh Loan Dương Thị nha. Còn cái quà này rất là đặc biệt. Từ quà từ Đài Loan của em Thúy Sang. Ủa bánh này của ai đây? Muôn khách nhà. Rồi đồ ăn nhiều nữa. Ô đây cái món này Ngọc Huyền thích làm nhí. Đặc biệt có một cái tờ vé số có hình Ngọc Huyền do em Huyền Trang tặng, và cái người trao lại là em Hồng Nhung. Cảm ơn cả nhà nhiều. Rồi một cái clip cảm ơn sự thương yêu bánh. Đặc biệt cảm ơn thêm em Ngọc Mai là tổ trưởng bay của Việt Nam Airlines cũng đi xem chị và tặng bánh cho chị và chị Vương Thủy nha, vui lắm. Và em ngồi coi suốt chương trình nên khen nức đỏ luôn. Quý khán giả khen quá trời, khen chị Phương Hồng Thủy, khen Ngọc Huyền, khen Võ Minh Lâm, khen Nguyễn Lê Bá Thắng. Cảm ơn em Thắng là bị gãy chân như vậy đó mà vẫn lên diễn và diễn hết mình luôn, mà cái bộ đồ rất là matching với Ngọc Huyền. Cảm ơn em trai Tâm Quỳnh của chị, bởi vì nhờ có em mà hôm nay chị Ngọc Huyền rực rỡ trên vòng trời của Phòng trà Đồng Dao với show diễn đêm Gành Hào nhớ điệu Hoài Lan. Tri ân tất cả khán giả thân yêu của Ngọc Huyền, má Dung thương yêu, gia đình má Bảy, tất 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 cả những người thương yêu mà Ngọc Huyền không có thể nào kể tên hết ra đây được, bởi vì Ngọc Huyền muốn quay một cái clip ngắn này thôi. Thương yêu, cảm ơn, trân trọng cảm ơn tất cả khán giả, tất cả những người thân yêu, tất cả các nghệ sĩ cùng đồng hành với Ngọc Huyền để tạo thêm một dấu ấn cho chị Phương Hồng Thủy và Ngọc Huyền. Đặc biệt cảm ơn đạo diễn Xuân Phước và ekip quay của anh Xuân Phước đã cho Ngọc Huyền những thước phim kỷ niệm để đời, có thể là